Chào cô chú anh chị, mình là Khoa, nhà đất chuyên khu vực Tiền Giang, Tân Phú Đông ha. Thì hôm nay Khoa đang có mặt tại xã Phú Đông để giới thiệu cho quý anh chị một cái miếng đất vườn rất là rộng rãi ha, khoảng 800 mét vuông nha cô chú anh chị. Thì với mặt tiền ngang á, tiếp giáp đường công cộng 3 mét này là 7 mét, chạy dài là 119 mét. Trên đất mình thì sổ hồng riêng có sẵn là 75 mét vuông thổ cư, khu vực nhà rất là đông đúc cô chú anh chị thấy ha. Ở đây thì nhà cửa san sát liền kề luôn ha cô chú anh chị. Đường này đường công cộng ha, có dự án mở rộng thành đường 4 mét đan 3 mét ha. Hiện tại thì đường thì cán đan 2 mét nha cô chú anh chị. Xe du lịch 4 chỗ, xe ba gác mình có thể vô được ha. Còn về một thời gian tới thì nhà nước họ quy hoạch, họ mở rộng cái tuyến đường này thành 3 mét thì xe 7 chỗ, 16 chỗ mình vô được. Rồi thì miếng vườn này thì với một cái giá là cực kỳ mềm cho cô chú anh chị luôn nha. Thì Khoa báo cho quý anh chị một cái giá chốt luôn là 335 triệu. Thì bao mọi chi phí giấy tờ chuyển nhượng sang tên công chứng cho cô chú anh chị luôn ha. Đất mình thì sổ hồng riêng, trụ ranh thì rõ ràng hết ha. Bên hông đây mình có cái hàng rào ha, là mình cặp dách cái hàng rào này. Mình chạy ngang qua sát mía nhà là 7 mét, chạy sâu là 119 mét. Thì đất mình thì cách các khu du lịch Làng Yến, khu du lịch Còn Cống, Quỹ Ban, chợ này tầm khoảng là 1 km ha cô chú anh chị. Cũng khá là gần. Khu vực này thì đông dân, hàng xóm thì thân thiện ha. Cho cô chú anh chị mình về đây tài chính ít ít chút xíu mà mình có thể mình nghỉ dưỡng được ha. Mình cất cái nhà nghỉ dưỡng xong mình còn một cái khoảng vườn cũng khá là rộng để mà mình trồng cây ăn trái, rồi đào ao, thả cá, nuôi gà. Rồi Khoa xin nhắc lại là địa chỉ mình thuộc xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Vị trí đất cách Sài Gòn là khoảng 70 km. Quý anh chị ở Sài Gòn thì đi cái hướng gần nhất của mình thì đi cái tuyến quốc lộ 50 ha. Mình từ Sài Gòn mình qua Bình Chánh, mình về Long An, mình đi cầu Mỹ Lại thì qua Phà Bến Chùa thì về đất là gần nhất ha. Qua Phà Bến Chùa thì lên Sài Gòn thì chỉ tầm khoảng 60 km thôi cô chú anh chị. Từ dưới đất mình ra Phà Bến Chùa tầm khoảng 1,5 km ha. Rồi đất mình thì cũng sạch sẽ, cao ráo ha. Trên đất không có màu mã gì nha cô chú anh chị. Vườn thì rộng rãi, trụ ranh, hàng rào mỗi bên đều có ha. Đây là chính là trụ ranh bên hông mình ha. Còn bên kia thì mình có giáp với trụ rào rồi. Đâm thẳng xuống thì đất mình cũng hình chữ nhật vuông vức ha. Không có mớp méo gì nha cô chú anh chị. Rồi Khoa xin nhắc lại là 335 triệu giá chốt không thương lượng nha. Quý anh chị quan tâm thì liên hệ cho Khoa qua số 0334474430, có Zalo nha cô chú anh chị, có thể kết bạn để trao đổi thêm ha, hoặc để Khoa gửi sổ cho cô chú anh chị và định vị.